Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Kính thưa quý vị và anh chị em, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Dưới đây là một vài thông tin quan trọng trong 24 giờ qua. Omicron hiện chiếm hơn 95% các trường hợp nhiễm trùng COVID-19 mới ở Hoa Kỳ. Biến thể Omicron đã gây ra hơn 95.4% trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ vào tuần trước, tức là cao hơn đáng kể so với tuần trước đó nữa, theo ước tính được công bố hôm thứ Ba, 4 tháng Giêng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC. Trong 4 tuần qua, Omicron đã tăng nhanh chóng trong các con số ước tính. Cụ thể là Omicron chiếm 8% các trường hợp vào tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12. Nó tăng lên đến 37.9% các trường hợp vào tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 12, tiếp tục tăng lên đến 77% các trường hợp vào tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 12. Và cho đến nay, 95.4% các trường hợp vào tuần kết thúc vào ngày 1 tháng Giêng. Biến thể Delta chiếm gần như tất cả các phần còn lại. Nói dễ hiểu là cho đến nay cứ 100 trường hợp nhiễm bệnh thì có 96 trường hợp là do Omicron và 4 trường hợp là do Delta. CDC lưu ý rằng không phải mọi thử nghiệm COVID-19 đều được các nhân viên y tế gửi chuỗi gen bổ sung cần thiết để CDC phát hiện ra biến thể nào đã gây lây nhiễm cho bệnh nhân. CDC xử lý các mẫu và ngoại suy các ước tính của nó dựa trên các thử nghiệm bổ sung sau đó. Đây là những gì một nghiên cứu sơ bộ của Israel cho thấy về mũi COVID-19 thứ tư. Liều thứ tư của vaccine Pfizer-BioNTech tăng cường kháng thể của một người lên gấp 5 lần trong thời gian một tuần, cổ vũ cho quyết định của nước này trong việc cung cấp liều tăng cường thứ hai cho các nhóm nguy cơ cao. Nghiên cứu này là sơ bộ và vẫn chưa được đánh giá bởi các đồng nghiệp và cũng chưa được công bố trên một tạp chí y khoa. Đây là một tin tốt. Thủ tướng Naftali Bennett, người đã chấp nhận quyết định đề xuất liều tăng cường thứ hai, nói đó là một dấu hiệu cho thấy khả năng rất cao là liều thứ tư sẽ bảo vệ những người được tiêm chủng ở một mức độ tuyệt vời chống lại nhiễm trùng và ở một mức độ nào đó chống lại các triệu chứng nghiêm trọng. Hôm thứ Hai, 3 tháng Giêng, Israel đã bắt đầu triển khai đợt thứ tư của vaccine COVID-19 cho những người từ 60 tuổi trở lên, cũng như các nhân viên y tế. Những cư dân bị suy giảm miễn dịch của Israel bắt đầu được tiêm mũi tăng cường thứ hai vào đêm giao thừa. Nhưng nghiên cứu này được thực hiện tại Trung tâm Y tế Sheba bên ngoài Tel Aviv, đã sử dụng các nhân viên bệnh viện mạnh khỏe làm đối tượng nghiên cứu của họ. Người phát ngôn của Bennett cho biết kết quả đã làm tăng khả năng tiêm mũi thứ tư cho người dân nói chung, mặc dù quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Tổng Giám đốc Bộ Y tế Neshman Ash. Trong 7 ngày qua, số ca mắc mới trung bình hàng ngày của Israel là 5.273 trường hợp. Theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, mức trung bình cao nhất trong 7 ngày là 9.426 trường hợp trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm ngoái. Đầu tuần, Bennett dự đoán làn sóng hiện tại của nước này có thể đạt đỉnh là 50.000 ca mỗi ngày. Hệ thống A, tức là số người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 100 người xét nghiệm, đã tăng lên 1.91.
Nghĩa là cứ 100 người xét nghiệm thì có khoảng 2 người nhiễm bệnh. Đó là một mức chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2021. Khoảng từ 10 đến 15% trường hợp Omicron ở Anh là tái nhiễm trùng, nhà khoa học hàng đầu của Anh cho biết. Theo nhà khoa học hàng đầu của nước này, tiến sĩ Neil Ferguson, thành viên của nhóm cố vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp của chính phủ Anh, số liệu cho thấy khoảng 10 đến 15% trường hợp Omicron ở Vương quốc Anh là tái nhiễm, tức là đã từng nhiễm coronavirus bây giờ bị thêm lần nữa. Ông chắc chắn rằng thực tế là biến thể mới về cơ bản ít nghiêm trọng hơn đã giúp Vương quốc Anh. Ông nói với BBC Radio 4 vào hôm thứ Ba, nếu không chúng ta sẽ thấy số ca bệnh trong bệnh viện cao hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, vaccine đang chống lại bệnh nặng và chống lại các kết quả nghiêm trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không gây khó khăn trong vài tuần nữa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Anh. Ferguson cũng cho biết ông lạc quan một cách thận trọng rằng các trường hợp nhiễm bệnh ở London có thể đang giảm xuống. Ông nói tôi lạc quan một cách thận trọng rằng tỷ lệ lây nhiễm ở London trong nhóm tuổi từ 18 đến 50 tuổi, vốn là nhóm cao nhất trong dịch bệnh Omicron, có thể đã ở mức cao. Đồng thời nói thêm rằng còn quá sớm để nói một cách chắc chắn rằng liệu các ca bệnh có đang giảm xuống hay không. Ferguson ước tính sẽ mất từ 1 đến 3 tuần để các khu vực khác ở Anh chứng kiến sự sụt giảm con số các trường hợp của họ. Tuy nhiên, sự trở lại của các trường học và các xu hướng phối hợp hiện tại khiến các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc tìm hiểu liệu điều này sẽ tiếp tục giảm hay giảm ban đầu và sau đó là giữ nguyên như đã từng xảy ra vào tháng 7. Ông cảnh báo không giống như biến thể Delta, Omicron vẫn chưa có thời gian để tiếp cận các nhóm tuổi già có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Những nhóm có chung đặc điểm này có nhiều khả năng phải nhập viện hơn. Điều này có thể dẫn đến một dạng thức khác trong các trường hợp phải nhập viện. Bạn bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19? Các chuyên gia giải thích cách phân biệt. Bạn có bị đau họng, sổ mũi và đau nhức mình mẩy không? Nó có thể là cảm lạnh thông thường, một trường hợp cúm hoặc COVID-19. Cảm lạnh, cúm hay COVID-19 đều có những biểu hiện giống nhau, đôi khi khiến bạn khó phân biệt được đâu là bệnh do thời tiết gây ra hay do virus gây ra. Tỷ lệ các trường hợp nhiễm COVID-19 đang tăng phi mã sau khi biến thể Omicron được tìm thấy, nhưng số trường hợp nhập viện dường như vẫn ở mức tương đối thấp. Tiến sĩ Abdul El-Sayed, nhà dịch tễ học và cựu giám đốc điều hành Sở Y tế Detroit cho biết, đối với những người được tiêm chủng đầy đủ, đã có đủ bằng chứng cho thấy rằng việc nhiễm loại biến thể này có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Điều quan trọng cần nhớ là vaccine giống như đưa ra lời kêu gọi đề phòng đối với hệ thống miễn dịch của bạn. Vì vậy, khả năng xác định, nhắm mục tiêu và tiêu diệt virus của nó sẽ cao hơn rất nhiều mỗi khi chúng ta sử dụng thêm một liều vaccine nữa. El-Sayed nói, điều hợp lý là các triệu chứng bạn gặp phải sẽ nhẹ hơn nếu bạn đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể xem nhẹ các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là khi tính đến nguy cơ quá tải của các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ông nói, nguy cơ mắc bệnh nặng của mỗi cá nhân có thể thấp hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bao nhiêu ở bình diện xã hội. Ngay cả một tỷ lệ dân số nhiễm bệnh tương đối nhỏ của một quốc gia tương đối đông dân cũng có thể là một thảm họa lớn. Theo bác sĩ El-Sayed, xét nghiệm là cách tốt nhất để biết mình có bị nhiễm coronavirus hay không. Tuy nhiên, với tốc độ lây lan quá nhanh như hiện nay, nếu chỉ cảm cúm sơ sài mà cũng đi xét nghiệm, thì có khả năng tạo ra tình trạng quá tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Năng lui tới những chỗ đó cũng không phải là điều nên làm. Vạn bất đắc dĩ hãy đến những nơi ấy, đặc biệt là trong các hoàn cảnh phải chờ đợi lâu giờ. Vì thế, tốt nhất ta nên biết cách phân biệt cảm, cúm sơ sài hay thực sự đã nhiễm coronavirus. El Sayed cho biết, các dấu hiệu ban đầu của cảm lạnh, cúm và COVID-19 có xu hướng tương tự nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa cảm và cúm là các triệu chứng trong trường hợp bị cảm có xu hướng tiệm tiến, tăng lên từ từ, trong khi cúm gây ra các triệu chứng bất thình lình. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cả COVID-19 và cúm thường gây ra các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau người, đau họng, khó thở và nôn mửa hoặc tiêu chảy. Theo bác sĩ El Sayed, nếu bạn cảm thấy mất vị giác và khứu giác, thì hầu như chắc chắn bạn nhiễm coronavirus rồi. Đó là hai dấu hiệu cảnh báo lớn nhất của nhiễm trùng COVID-19. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, với biến thể Omicron, hai triệu chứng này có thể không rõ ràng ở một số người. Câu hỏi tiếp theo là bạn có bị đau đầu và ho khan không? Đau đầu và ho khan là hai triệu chứng nổi bật trong trường hợp nhiễm coronavirus. Các bác sĩ thường phân biệt nhiễm trùng COVID-19 và cúm bằng chứng đau đầu và ho khan thường đi kèm với nó. Ông cảnh báo, đối với những người đang cảm thấy đau ngực nghiêm trọng, đặc biệt là khi ho khan ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đó là lúc bạn thực sự nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng mất vị giác, mất khứu giác, đau đầu và ho khan càng lúc càng dữ dội, bạn nên hỏi, có ai mà tôi tiếp xúc đã bị nhiễm COVID không? Ngay cả khi bạn chưa cảm thấy các triệu chứng, tốt nhất nên thận trọng nếu bạn ở gần một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông nói, chúng ta hãy nhớ rằng biến thể Omicron đang lan truyền như cháy rừng. Tháng Giêng sẽ là một tháng thực sự khó khăn vì biến thể Omicron đang gây ra một làn sóng đột biến các trường hợp nhiễm trùng. CDC cảnh báo rằng, đối với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhưng không cảm thấy các triệu chứng, thì có khả năng virus chưa phát triển đủ để xuất hiện trong một xét nghiệm nhanh. Trong trường hợp đó, tốt nhất là đợi 5 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân rồi hãy đi thử nghiệm và tiếp tục theo dõi. Cho dù đó là COVID-19, cúm hay cảm lạnh thông thường, trước sự lây lan như cháy rừng của biến thể Omicron, cách ly ngay với người nhà luôn luôn là một ý tưởng tốt. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.